Tất Nhiên tên thật là Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1952 tại Biên Hòa. Sau tháng 5 1975, sống tại Hoa Kỳ, ông mất ngày 3 tháng 8 năm 1992 tại California. Theo lời những người bạn cùng trường thì Nguyễn Tất Nhiên làm thơ rất sớm khi mới 14 tuổi. Năm 1966, cùng với Đinh Thiên Phương, Nguyễn Tất Nhiên dùng bút hiệu Hoài Thi Yên Thi cho ra đời thi phẩm Nàng Thơ Trong Mắt. Nhà thơ Du Tử Lê nhớ lại kỷ niệm mà ông có với Nguyễn Tất Nhiên trong giai đoạn này như sau. Ở giữa năm 1970, khi tôi đang ngồi ở cà phê La Pagode ở Sài Gòn cùng với mấy người bạn của tôi là các anh như là Nguyễn Đình Toàn, Huỳnh Phan Anh, Nguyễn Quốc Trụ, thì có một cậu học trò đẩy cửa đi vào, hỏi thì tôi có phải là Du Tử Lê không, thì tôi nói là phải. Sau đó là cậu đưa tôi tặng cho tôi một tập thơ, cái tập thơ đó nhan đề là Thiên Tai. Và tên của cái người tác giả đó là Hoài Thi Yên Thi. Cậu có cho biết là cậu đang học ở trường Ngô Quyền ở dưới Biên Hòa. Thì sau đó thì chúng tôi trở thành một cái tình anh em rất là thân thiết. Cái lần gặp thứ hai thì cậu nói với tôi là cậu muốn có một cái tên hiệu khác, tức là một cái bút hiệu khác. Tại cái bút hiệu Hoài Thi Yên Thi thì nó có vẻ thi văn hoàn quá. Thì tôi có chọn cho cậu cái tên là Nguyễn Tất Nhiên. Thì đó là cái kỷ niệm mà tôi rất là nhớ. Trong những năm đó, sinh viên học sinh miền Nam có phong trào thành lập thi văn đoàn. Những người có năng khiếu văn chương cùng tụ tập nhau lại để in những bài thơ hay văn xuôi chung với nhau. Kỹ thuật quay Romeo để xuất bản tác phẩm của những người trẻ trong giai đoạn này rất phổ biến. Nguyễn Tất Nhiên nổi lên như một ngôi sao khi bài thơ Khúc Tình Buồn của ông được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Khúc Tình Buồn được đặt lại tên là Thà Như Giọt Mưa, và trong nhiều tuần lễ sau đó, nhạc phẩm này hầu như ngày nào cũng phát trên đài phát thanh Sài Gòn, được giới sinh viên học sinh truyền tay nhau tập thơ của ông với tất cả sự thích thú vốn có của tuổi trẻ. Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em, thà là giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến, những giọt run run lướt ngọn lòng. Người từ trăm năm về qua sông rộng, ta ngoắc mòn tay trùng trùng gió lộng. Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, thà như giọt mưa khô trên tượng đá, có còn hơn không mưa ôm tượng đá. Người từ trăm năm về khơi tình động, ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn chân, nào hay đời cả. Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, thà như giọt mưa khô trên tượng đá, có còn hơn không mưa ôm tượng đá. Người từ trăm năm về như dao nhọn, ngọt ngào vết đâm, ta chết âm thầm, máu chưa kịp đổ. Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, thà như giọt mưa khô trên tượng đá, có còn hơn không mưa ôm tượng đá. Thà như giọt mưa gieo xuống mặt người, vỡ tan, nào ta ân hận, bởi còn kịp nghe, nhịp run vội vội trên ngọn lông măng. Người từ trăm năm, vì ta phải khổ. Bài thơ Khúc Tình Buồn không nhắc tới tình duyên như trong nhạc phẩm Thà Như Giọt Mưa của Phạm Duy. Cô gái tình duyên này là một nhân vật có thật, và học chung lớp với nhà thơ tại trường Trung học Ngô Quyền, thành phố Biên Hòa. Và tình cảm của ông đối với cô chính là nguồn cảm hứng khiến ông liên tục sáng tác những bài thơ nổi tiếng một thời, chỉ để riêng tặng cho cô. Tuổi trẻ thời ấy thích thú với những dỗi hờn rất con nít của tác giả bài thơ, khi mong cho người con gái tinh duyên sẽ đau khổ muôn niên, sẽ đau khổ trăm năm. Lời lẽ như là chính cô gái đã phụ tình tác giả. Cô gái xứ Bắc mang tên Bùi Thị Duyên ngày nào, nay sống tại Hoa Kỳ. Cô nhớ lại những kỷ niệm thật đẹp của tuổi học trò áo trắng.
Tụi này học chung với nhau từ năm đệ tứ, tại vì trong trường đó là trường nam nữ. Nam nữ thành ra đến một hôm học sinh đông quá, thành ra họ phân lớp ra, thành ra có một cái lớp là một lớp đệ tứ mà mix giữa con trai với con gái. Thì sau đó tôi lên tôi học ban B luôn, thì tôi học luôn cho đến lớp đệ nhất. Học chung với lại mấy tụi trai đó, thì trong lớp chỉ có vài của con gái thôi, có 7 người vậy thôi. Tụi này biết nhau từ hồi nhỏ, lúc mà còn cũng ngây thơ, cũng chắc là mình không biết tôi thì lúc đó tôi chưa nghĩ gì hết á, nhưng mà Nguyễn Tất Nhiên nghĩ gì hay không thì tôi không biết. Gặp nhau, biết nhau từ năm 15 tuổi, 14, 15 tuổi. Tôi được tặng một quyển, cái quyển mà Nguyễn Tất Nhiên nói là trong đó có ba bản chính, là một bản là cho Nguyễn Tất Nhiên, với bản cho tôi, với bản cho ai tôi quên mất. In ra khoảng chừng có 100 quyển thôi. Quyển thơ của Nguyễn Tất Nhiên tôi biết cái sự hình thành của nó, chứ không phải là tôi không biết. Nhưng mà thật ra thì chẳng có gì hết. Tất cả bạn bè trong lớp người nào cũng biết hết, nhưng mà đều cái đó là chuyện hồi nhỏ. Thật ra chính cái tên Duyên mới làm bài thơ nổi tiếng. Trong tập thơ Thiên Tai, Nguyễn Tất Nhiên có rất nhiều bài nói về người thiếu nữ tên Duyên, và tập thơ này viết bởi nguồn cảm hứng duy nhất đó. Dĩ nhiên là phải xúc động ra nguyên một quyển thơ là dedicate cho tôi thành ra. Nhưng mà tôi đã nói với Nguyễn Tất Nhiên ngay từ đầu là nếu mà là bạn thì mình là bạn, còn nếu mà có ý gì đó tôi không gặp nữa. Thì anh về sau phải công nhận là anh muốn làm bạn để còn được tiếp tục một người bạn như vậy, chắc anh cũng quý tôi lắm, thì anh nghĩ như vậy. Thời gian trôi qua, những vần thơ nói về duyên hay ám ảnh bởi duyên không còn là nguồn cảm hứng chính trong thơ Nguyễn Tất Nhiên nữa. Thay vào đó, nguồn hứng khởi tôn giáo bắt đầu đi vào thơ ông một cách tình cờ, bắt đầu từ bài Hai Năm Tình Lặng Đặng. Chuông nhà thờ đổ mệt, tượng Chúa gầy hơn xưa, Chúa bây giờ có lẽ rơi xuống trần gian mưa. Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tín đồ, nguyện làm cây thánh giá trên chót đỉnh nhà thờ. Cô đơn nhìn bụi bậm, làm phân bón rêu xanh, dù sao cây thánh giá cũng được người nhân danh. Càng về sau, Nguyễn càng thấy hình tượng của Chúa, của Linh Mục, Master gần gũi với ông hơn, mặc dù nhà thơ là người ngoại đạo. Vì ngoại đạo nên thơ ông không chịu sự ràng buộc của tín lý, của đức vâng lời, tôn kính. Nguyễn Tất Nhiên tung tăng trong ngôn ngữ đức tin, và bởi vô ý nên những lời thơ truyền thẳng vào tâm tình người đọc, bùng lên thứ cảm nhận vừa suýt xoa ngạc nhiên, vừa lâng lâng niềm khoái cảm của người ăn trái cấm. Vì tôi là linh mục, không mặc chiếc áo dòng, nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục, giảng lời tình nhân gian, nên không có thánh kinh, nên không có bổn đạo, nên không có giáo đường, một tín đồ duy nhất, vừa thiêu hủy lầu chuông. Vì tôi là linh mục, phổ lời tình nhân gian, thành câu thơ buồn bã, nên hạnh phúc đâu còn, nên người tình duy nhất, vừa thiêu hủy lầu chuông. Nguyễn Tất Nhiên chậm rãi dìu người tình của mình, nay hóa thân thành một ma sơ đầm thấm. Ma sơ người yêu này nhẹ nhàng xưng tụng niềm thống hối như tín đồ xưng tội. Kẻ ngoại đạo cảm thấy Thượng Đế mỉm cười với mình qua ẩn dụ tràn ngập chân phước. Tình yêu trở thành bất tử và thánh hóa dưới ánh mắt hiền hòa của Chúa qua những vần thơ xưng tụng. Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, phất phơ đời sương gió, hồn mình gần nhau chưa. Tay ta từng ngón tay, vuốt lưng em tóc dài, những trưa ngồi quán vắng, chia nhau tình phôi thai, xa nhau mà không hay. Em hiền như ma sơ, vết thương ta bốn mùa, trái tim ta làm mổ, ma sơ này ma sơ. Có dịu dàng ánh mắt, có êm đềm cánh môi, du ta người bệnh hoạn, du ta suốt cuộc đời. Nguyễn Tất Nhiên ở những năm cuối đời đã có những biểu hiện của chứng trầm cảm. Người thơ thường đặt những câu hỏi gần gũi với cái vĩnh hằng là sự chết. Chết trở thành một câu hỏi lớn theo đuổi nhà thơ, như bóng ma thời gian ám ảnh sự sống không ngừng. Trong bài Thiên Thu, nhà thơ thở dài buồn bã, nhận ra bóng mình in trên bức tường vôi luống tuổi, mang tên con người. Sao Thiên Thu không lại chôn sâu, nên nắng xưa còn hanh mái tóc nhàu. Tôi đứng như xe tang ngừng ngập, và một họ hàng khăn trắng buồn đau. Sao Thiên Thu không là đường chim, nên mây năm xưa còn trên tay phiền, tôi đứng như tường vôi luống tuổi, và những tảng xanh trùm gợi quê hèn. Sao Thiên Thu không lạ lãng quên, nên tình xưa còn cháy âm thầm, tôi đứng như căn nhà nám lửa, và những người thân trốn chạy vội vàng. Cánh buồm kiệt sức ấy không còn lang thang nữa,
theo như lời kể của nhà báo Đinh Quang Anh Thái, người quen thân với nhà thơ từ thuở thế thời. Một tuần lễ trước ngày Nguyễn Tất Nhiên quyết định đi con đường ra đi đó, thì Nguyễn Tất Nhiên với tôi ngồi với nhau ngoài lề đường. Tôi mới nói là Nguyễn Tất Nhiên đi vào ăn cơm, thì Nhiên mới nói với tôi rằng cái thằng sắp chết không ăn. Tôi biết cái tính Nguyễn Tất Nhiên từ lúc còn bé, hai đứa chơi với nhau, nên tôi cũng không có để ý câu nói đó. Tôi mới bảo như vậy thì hút thuốc không? Nhiên cũng nói rằng cái thằng sắp chết không hút thuốc lá. Và đó là cái lần chót mà hai đứa có trao đổi với nhau. Vào tuần lễ sau thì Nhiên mất. Thực sự ra là từ lúc chơi với nhau từ Sài Gòn trước 75 và sau 75 thì thân thiết hơn á, thì Nhiên lúc nào cũng mang một cái ý định muốn tự quyết định cái cuộc đời mình. Và mãi sau những người bạn thân với Nguyễn Tất Nhiên đều hiểu rằng có thể đó là một lúc mà tinh thần không có được ổn định, Nhiên nói như thế thôi. Anh em không có còn để ý và xem đó như là một cái lời nói có tính chất nghiêm trọng nữa. Nhưng mà không ngờ một tuần lễ trước khi Nhiên quyết định từ từ đó, lại Nhiên lại nói với bản thân tôi hai lần cái câu rằng người sắp chết không ăn cơm và người sắp chết không có thuốc lá. Nguyễn Tất Nhiên ra đi ở độ tuổi 40 khi còn rất trẻ, mầm sống thi ca đến độ chín mùi nhất. Thế nhưng đối với trường hợp riêng ông, thì quyết định chọn được nằm im để hòa mình vào nguồn minh triết của suy tưởng bất diệt, có lẽ là một quyết định đúng với nhà thơ, khi ông chợt nhận ra cõi đời đã trở nên vô nghĩa.